chưa có tiền chỗ mà nó sẽ không che cái khuôn mặt cho thấy là người ta thường hạn chế mà thời
còn lại tự động. Còn nhớ ví dụ nào 14, 16 anh em bình thường cái kích thước vào cánh tay á, cho lúc tay nó học nha, cái cơ nó không có to lên, cái này nó to lên, nó to lên, sẵn răng, sự phát triển của răng sữa, răng thì cái này thì răng thì được ra mình cái đứa không cần nhớ là cái tuổi nào mà cái răng gì, chỉ cần nhớ trong giai đoạn học răng thì bị gì ha, ngay luôn răng sữa mà lúc 6 tháng. Còn một tuổi khoảng trung bình nó 2 tuổi á, thì cái gì không có đi học răng hay gì, chỉ số là để nó quý nè, chúng ta đi trải cái răng này đi học số. Và tùy cái răng nào mà cao nó có sốt nhẹ hoặc là sốt cao nha. Nhưng mà nhớ là quý vị nhìn cũng biết cái răng nào mới học, để mà có giả sử đổ thừa một răng, cũng biết đúng là một răng không nên cứ nghe không cái vụ gì chủ gì rồi, nó là con số một răng, chứ xin lỗi là cái răng nó học rồi nào, nghĩa là nó đã lên một bảng rồi, nó mới chú vào đổ thừa nó một răng, nhưng cứ từ cái chú nó lên cái còn nó lên một phút rồi mà bà mẹ bà thấy hơi thì nó bảo nó là số một răng, nhưng là nó vấn đề đi này số cao là hơn gì, trước khi nghĩ do số một răng thì em phải nghĩ gì nghe tiền nó nguyên nhân khác nhớ đổi thật kỳ kỳ thật kỳ thật cái gì là bị lại là đi số một răng một chút và đang nghĩ mà tháng năm hai mươi năm lúc mà cái răng sữa sẽ là trong cái tuổi 6 tuổi và qua cái phát triển tinh thần của cậu thì là thấy là gì, sơ sinh thì ông sơ sinh thấy là gì, nó không đủ học được các cái động tác của trẻ nha, các cái hoạt động đó là cũng tự phát không hiểu biết đúng không, sơ sinh hay ngủ có như thế nào, nó sẽ có xu hướng to đúng không, bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu là do gì chứ, liên quan tới cường cơ nhớ cường cơ ở tay chân thì nhiều, ở thân và ruột thì nó ít, cho nên là sao cổ nha, cổ bị xẹp đúng không, cơn sơn sinh tổng nó là cổ tay chân thì to, cho nên lúc nào cũng cũng nhanh, lúc nào cũng thế cũng to không, nghĩa là to có tay đi không biết không nào, còn
thì biết lần 3 tháng đánh dấu có biết lần là sao nhận sắp và bắt đầu được đâu nha. Chứ không có gì mà nhà mẹ đến thì hỗ trợ cái làm qua rồi cũng mặc buộc mặc xuống không tính nữa. Có nhiều đứa mới đẻ một tháng tháng tơ hay gì nằm nhẹ mẹ đến thôi anh cái mình hỗ trợ nên nó bơ luôn cái nó cũng không 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 có cầm được gì là cổ không mềm mà cho nên tính em nhớ cái đó cái khóc lợp nảy lợp á thường mình ba em là đánh dấu cái cơ hội tốt hơn chứ phải là mẹ họ bên bên mẹ đứt mà bên rồi rồi nó nhìn lên nhìn vào ghi điểm nè đó không thể biết gì nữa đây tới nha sáu em thì các cái phản xạ viên khác cái đẻ thì học được nó mất dần à, cường cơ không tốt cơ nên ngồi tựa nghe nhớ cái sáng cái ngồi tựa nghe cái gì chứ không có cường cái kêu ngồi tựa ngồi đâu 7 tháng 7-8 tháng nó ngồi ngồi còn cái này ngồi là bự bự xoay tròn được rồi con đã quen chủ này là người đã học còn cái nhỏ mà chính em là chị ngồi vẫn tự nhiên là nãy phải có tháng mà ngồi được rồi à, đi nó có thể đi bệnh ghế là đi nó em đi lòng nào đi á à, con xin lỗi chị cái mặt quan hệ chị là gì là nó quan hệ chị biết là gì bé ba nó ăn đơn thì kêu ba trẻ nó suy nghĩ làm gì 12 tháng làm gì ta đi được vài bước nghe đi vài bước à, đi nó nghe đi là không đi được vài bước còn chẳng vài bước nha nó được cái từ có hai từ như là tiếng nghe ghê cảm thấy cường á thì em quay lại hỏi cũ nào làm được cái gì để em đánh giá con đứa này.